Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay tuần này em lại có clip guitar điện mới. Hôm rồi các chú các anh hỏi về guitar điện rất nhiều nhưng mà em không có hàng. Hôm nay thì em có được một ít hàng, em cũng muốn chia sẻ với mọi người. Đây là những cái guitar điện mà tụi em ship ở bên Nhật về nha mọi người. Đây là hàng đấu giá và ship về nên chất lượng của nó rất tốt và đàn rất mới và có rất nhiều dòng cao nha mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong tất cả các clip bán đàn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và đầu tiên, đây là một cái Epiphone. Dòng này là dòng standard nha mọi người. Thì mọi người nghe cái dòng standard thì mọi người gỡ standard là một dòng tiêu chuẩn, là một dòng tầm trung. Nhưng không phải nha mọi người. Standard là một dòng gần như là cao nhất của Epiphone và của Gibson luôn nha mọi người. Thường á mọi người, cái Gibson này, cái tên nó, những cái dòng nó sẽ có tên nha mọi người. Và những cái tên đó mình nghe theo cái kiểu người Việt Nam của mình á thì mình sẽ dễ bị hiểu lầm. Ví dụ như dòng thấp nhất của con này á, nó là dòng Epiphone Special. Nghe tên đặc biệt, mình vỡ đặc biệt phải là vỡ mắc nhất chứ. Nhưng không, Epiphone Special là Epiphone rẻ nhất mọi người. Xong rồi tới một dòng nữa gọi là dòng Studio, là nó khá hơn cái dòng Special. Rồi tới một cái dòng nữa là dòng Standard. Và trên nó là chỉ có Standard Pro thôi nha mọi người. Dòng này á, thường người ta hay viết tắt nó là STD Standard ha mọi người. Cái này tại Việt Nam Willy đang phân phối với giá tầm khoảng 14 triệu nên em bán với giá 6,5 triệu. Mọi người đừng hiểu lầm với những dòng khác nha mọi người. Epiphone hoặc là dòng Les Paul này nó có rất nhiều dòng khác nhau nên mình phải hiểu rõ nó đang thuộc dòng nào thì cái giá nó sẽ phù hợp. Còn người bình thường á, mọi người chơi á, mọi người nhìn vô cái dáng Les Paul á, mọi người tưởng đâu là cây nào nó cũng như cây nó. Dạ không phải, nó có N dòng trong đó mọi người. Như con này là dòng Standard nè, là dòng gần như là cao nhất của dòng Epiphone này. Thì Epiphone nó là một hãng con của Gibson và Gibson là cha đẻ của cái dáng Les Paul này nha mọi người. Và nó là hãng con, nó là được Gibson mặc định nó là một cái dòng thấp hơn. Dòng thấp hơn thì vẫn thừa hưởng được cha mẹ nó những cái ADN của nó, nhưng mà cái giá tiền nó sẽ thấp hơn so với dòng Gibson ha. Epiphone đây mọi người. Nè, trên cái cover nó có chữ Gibson nè mọi người. Rồi, con này á mọi người là phím. Đây, phím em sẽ cho mọi người coi nè ha. Đó mọi người, nó có một tẹo một thôi nha. Ngăn 1, 2, 3, nó mòn một xíu thôi nhưng mà không chạm, không rè nha. Rồi, bộ khóa là bộ khóa cổ điển nè mọi người. Đây, trên gần cái khóa nó có logo của Epiphone hết trơn ha. Cần hẳn đẹp, chưa gãy, chưa làm lại nè. Và đặc biệt ở dòng Standard này nó khác ở những dòng Studio hay những dòng Special là cần nó đã là cần liền. Và em đã nói với mọi người á, chơi Les Paul là phải chơi cần liền nha mọi người. Nếu mà mình có điều kiện chơi cần liền, âm thanh luôn tốt hơn ha. Rồi, con này có mặt gỗ phía trước là flammable rất đẹp. Dòng này em nói nó là dòng cao cấp rồi cho mọi người, nên chất lượng của nó là mọi người hoàn toàn có thể an tâm. Con này còn khá đẹp mọi người. Con này còn khá đẹp ha. Con này em bán với giá 6,5 triệu nha. Rồi em mời mọi người nghe thử. Thank you.
Rồi tiếp theo mọi người, một cái Ibanez rò. Con này pickup là HSH ha, chơi được đa dạng cái dòng nhạc mọi người. Rồi ở đây nó có một cái vết tróc sơn. Còn bao nhiêu thì đẹp hết ha. Cần là thẳng đẹp, chưa gãy chưa làm lại nè. Khóa cũng là khóa zin. Phím đẹp luôn nha mọi người, phím con này đẹp luôn ha. Rồi, con này á mọi người, vì nó có hơi trầy trộn xíu nên em bán giá 2 triệu 8 nha. Đó. Em mời mọi người nghe thử chất âm của con này nha. Cần đồ thẳng hết trơn nha mọi người, không gãy không làm lại, phím tốt. Còn đây là một cây Photogenic nè. À, Photogenic. Con này á, nó có màu bạc, ca mai và viền đen ở ngoài. Rất đẹp nha mọi người. Màu sơn còn rất đẹp. Cây đàn còn tinh tươm lắm. Nè. Cây đàn còn rất tinh tươm nha. Cần thẳng, chưa gãy, chưa làm lại. Bộ khóa là bộ khóa zin theo cây đàn luôn nha. Phím con này. Phím con này có mòn một xíu nè mọi người. Không chạm không rè nha, chỉ bị ba ngăn đầu một xíu vậy thôi. Còn bao nhiêu là đẹp hết. Cần là thẳng đẹp, không gãy không làm lại ha. Con này thì giá chỉ có 3 triệu thôi. Body rất nặng, rất chắc nha, rất đầm, tiếng rất tốt mọi người. Những con này thì tầm 3 triệu mọi người đã có một cây dáng Les Paul để chơi ở nhà rồi. Con này là body đẹp nha mọi người, body con này rất đẹp. Body đẹp hết trơn luôn á. Rồi, chỉ 3 triệu thôi mọi người. Thank you.
theo nè mọi người, đây là một cây Yamaha. Đây, dòng đàn này là dòng Pacifica nha mọi người, Pacifica ha. Ở đây con này em bán 6,5 triệu. Rồi, có nhiều người nói con này bán ở Việt Nam có bao nhiêu tiền đâu mà sao hàng nội địa Nhật lại bán tới 6,5 triệu. Và nó khác nhau ở chỗ cái đời cái đàn nha mọi người. Đây nè mọi người, đây. Đời con này nó là 312 nè mọi người. Đây. Nó có cái số nhỏ ở phía sau cần đàn ha, 312. Thì ở Việt Nam á mọi người, người ta chỉ phân phối cái dòng là 012 và 112 thôi ha. 212 và 312 là dòng cao hơn, họ không bán ở Việt Nam. Những cái dòng 012 ở Việt Nam bán tầm khoảng 4 triệu. Những cái dòng mà 112 ở Việt Nam bán tầm khoảng 8 triệu ha. Con này á mọi người, ngay tại những trang web như là eBay hoặc là Revert, nó vẫn bán con này cũ với giá tầm khoảng 8 triệu nha mọi người. Mà dòng này dòng cao nha. Nội 012 là đã 4 triệu và 112 đã 8 triệu rồi. Thì 212 nó phải cao hơn nữa và 312 nó phải cao hơn nữa. Thành ra những con này mọi người đang có một cái giá rất tốt nha mọi người. Và em xin nói luôn, body và cần và chất lượng tiếng của những con này tuyệt vời. Các anh mà có yêu thích những cái dòng pickup single nè, SSH ha, tiếng trong trẻo lòng lành, và nói tới cái độ mềm mại, cái độ tình cảm của cái tiếng đàn thì không ai qua Yamaha nha mọi người. Tiếng Yamaha cực kỳ ngọt, tiếng Yamaha ngọt ngay. Dạ. Yeah. Rồi, đây là dòng cao nha mọi người. Nãy giờ em nói dòng rồi đó, thì con này là 312 lận ha. Thì mọi người muốn mua cái đàn thì mọi người cứ tìm hiểu, cứ search Google. Nếu mà không có bán tại Việt Nam thì mọi người cứ xem giá bán tại nước ngoài để có được cái giá, để mọi người biết được cái giá tốt nhất ha. Rồi, con này là phím chưa mòn nha mọi người. Con này là phím chưa mòn nha. Khóa là khóa zin màu vàng. Ở phía sau nó có số series này nha mọi người. Cần hẳn đẹp, chưa gãy, chưa làm lại ha. Body đẹp luôn nha mọi người. Body con này đẹp nha. Màu cực kỳ đẹp luôn. Ở đây mọi người, nó có một cái vết nhỏ ở đây nè. Nhưng mà không đáng kể nha, chỉ bị vậy thôi. Còn bao nhiêu là đẹp trai hết. Rồi, em bán con này với giá 6,5 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất tiếng của con này. Đây là một con Saxon mọi người. Pickup là hum hum nha. Thì ai chơi nhạc bạo lực thì lấy mấy con Saxon này nè. Thật ra thì ăn thua mọi người làm tiếng nha mọi người, không phải là cứ bạo lực không đâu. Thật ra tiếng long lanh thì nó không bằng những con single thôi, chứ mọi người chơi pop nó vẫn khỏe. Thì tiếng những con này nó có rất đặc trưng, đó là tiếng nó dày tiếng và tiếng nó trầm hơn. Nó không sáng long lanh như những con kia.
Nhưng mà mọi người làm tiếng thì nó vẫn tình cảm thôi. Ăn thua là cách đánh và cách làm tiếng của mọi người. Big Cup là Big Cup của Jackson luôn nè. Đầu cần rất đặc trưng của Jackson. Phím là phím Zumbo. Phím có màu một xíu nha mọi người. Đó, một tẹo nhỏ thôi. Rồi, phía sau cũng là màu trắng. Ở đây nó có số series, con này thì ráp ở China nha mọi người. Cần hẳn đẹp, chưa gãy, chưa làm lại nè. Khóa là khóa zin của Jackson. Giá cũng mềm, em bán con này với giá 2 triệu 9 nha. Rồi, em mời mọi người nghe thử chất âm con này. Con này màu trắng sữa. Tiếp theo mọi người, một con Ibanez. Con này là dòng GR series nha. RG series. Con này có body màu bạc camai nha mọi người. Màu bạc ở trong đây có kim tuyến rất đẹp và body hiện tại đang rất đẹp nha. Con này thì nó có cả 24 phím nè. Anh nào, anh chị nào kỳ hỏm mà tìm cây 24 phím đó mà em chưa có đó thì anh chị liên hệ với em lấy cây này. Cây này cũng rất hay. HSH nha. Chơi đa thể loại. Body màu bạc đẹp lắm nha anh chị. Ở đây nè, nó có một hai vết trầy nhỏ nè ha. Nhưng mà ở mặt tiền vẫn đẹp, mặt hậu vẫn đẹp. Có mặt hồng nó bị hay chỗ đó xíu thôi. Phía đây cũng bị xíu nữa nè. Rồi, phím con này. Rồi, phím con này mọi người. Phím con này là nó có mò một tẹo nè, ở ngăn 1, 2, 3 ha. Nhưng mà không chạm, không rè nha. Cần thì thẳng, không gãy, không làm lại. Khóa thì khóa zin. Rồi, con này em bán với giá 3 triệu nha mọi người.
là một cái busker nè mọi người. Con này cực kỳ đẹp. Cũng là một dòng Les Paul, cũng là hàng nội địa Nhật ha. Đây, busker. Ở phía sau là có số seri, khóa là khóa zin, cần là thẳng, chưa gãy, chưa làm lại. Mặt top là đẹp. Mặt top con này cực kỳ đẹp nhé. Có duyên lắm mọi người. Có duyên, cực kỳ có duyên luôn á. Ha. Big Cup nó thì Big Cup làm giống giống anh Slat của Guns N' Roses đó mọi người. Big Cup trắng đen, hai bên đấu đầu lại với nhau ha. Rồi, body cực đẹp. Con này em bán với giá 3 triệu nha. Phím. Phím con này là nguyên vẹn chưa có mòn nha mọi người. Phím con này còn nguyên vẹn chưa mòn. Tiếp theo mọi người, một con Yamaha Pacifica. Đây, con này là mã hàng của nó nè. Đây mọi người ha, Pacifica 312H ha. Rồi, cũng là dòng cao nha mọi người. Thì hồi nãy em nói mọi người đó, 312 là dòng rất cao rồi. Việt Nam hiện tại chỉ bán 012 và 112 thôi. 212 và 312 hình như tại Việt Nam vẫn chưa phân phối. Và giá con này cũ tại nước ngoài cũng đã tầm 8 triệu nha. Bộ khóa là bộ khóa vàng đẹp nè mọi người. Phím con này. Phím con này là phím đẹp chưa có mòn nha mọi người. À, phím đẹp chưa mòn. Rồi phía sau nè mọi người. Phía sau là bộ khóa nè. Ha. Số seri nè mọi người. Cần thẳng đẹp chưa gãy chưa làm lại nè. Những cái chi tiết mà họ mạ vàng vẫn còn rất đẹp nha mọi người. Body đằng trước nè. Gỗ flammable á mọi người. Flammable sơn lên cực kỳ đẹp không. Đây là gỗ của cái đàn luôn đó mọi người. Cái vân nó như vậy á. Rồi con này em bán với giá 6 triệu rưỡi nha. Bộ khóa còn cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Những cái chi tiết mạ vàng của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Thank you.
À, tiếp theo một cây Bill Broder. Con này thì nó lạ quá. Đầu cần thì đầu cần kiểu ăn chơi. Mà body thì body strat ha. Vẫn 3 pickup single, 24 phím. Strat mà 24 phím là cũng hơi hiếm nha mọi người ha. Strat kiểu body này mà 24 phím lạ ghê không? Còn đầu cần nè. Thì con này là một con của Nhật nha mọi người. Đây khóa là khóa gồ tông nè. À, khóa xịn của Nhật, khóa gồ tông hết ha. Ở đây nó bị mất cái nắp nha mọi người. À, cần là thẳng chưa gãy chưa làm lại nè. Phím đàn. Phím con này còn đẹp nha mọi người. Phím còn đẹp. Body là đen, đẹp luôn nè. Body đen tuyền luôn á mọi người. Rồi, con này thiếu cái nắp lưng, em sẽ bổ sung nắp lưng sau cho mọi người nha. Em bán với giá 2.9 triệu mọi người. Epiphone. Đây cũng là dòng standard nè mọi người. Ha. Epiphone Les Paul model nè. Đó, Les Paul standard đóng trên cái cover của nó nè. Phím con này. Phím con này nó có mòn một xíu nha mọi người, nhưng mà mới một xíu xíu thôi. Không có ảnh hưởng, nó không rè, không chạm. Đầu cần là có số series nè, khóa là khóa Rover. À, bộ khóa này em đánh lại nó còn mới nữa nha mọi người. Khóa Rover. Khóa này rất chất lượng nha. Ngay cả những cái dòng cha mẹ của nó như Gibson vẫn gắn những cái khóa Rover này. Cần chưa gãy chưa làm lại nè. Cần là cần liền luôn nha mọi người. Hai pickup hum. Body đẹp. Body con này rất đẹp nha mọi người. Body đen tuyền luôn và còn đẹp hết. Em bán với giá 6.5 triệu, nhưng con này nặng cực kỳ. Cái body những con này đẹp và rất nặng luôn.
Rồi tiếp theo là một cây Strat nha mọi người. Thì con này có gì đặc biệt ha? Đây là một cây Strat. Một xíu nữa em nói tới phần đặc biệt của nó nha. Phím. Phím con này chưa mòn nha mọi người. Phím con này là chưa mòn. Cần khóa là tất cả chưa làm lại. Chưa có gãy, chưa làm lại ha. Con này nó có một cái body rất tốt nè. Được lên cái ngựa Wilkinson nè mọi người. Đây. Ngựa này là ngựa Wilkinson ha, một cái loại ngựa tốt. Và con này đang sở hữu một cặp pickup Fender Mexico nha mọi người ha. Con này đang gắn cặp pickup, ba cái pickup này là Fender Mexico hết. Chất tiếng ok lắm mọi người. Giá em bán chỉ có 3 triệu thôi. À, ngựa xịn, pickup xịn, body xịn. Body con này rất nặng tay nha. Ở đây nó có tróc một xíu. Thì nếu mà mọi người không thích đó, thì nói em, thì em sơn đen chỗ này lại cho mọi người nha. Rồi. Tiếp theo mọi người cũng là một cây Pacifica. Đợt này em có về nhiều Pacifica. Mã hàng con này vẫn là 312. Đây. Mã hàng 312. Bộ khóa xi vàng còn rất đẹp. Cần thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Những chi tiết xi vàng này cũng còn đẹp luôn nè mọi người. Không đẹp bằng cây nãy thôi nhưng mà nó vẫn rất đẹp. Ở phía trước nè. Bộ khóa. Phím con này. Phím con này có mòn một xíu nha mọi người. Body rất đẹp. Chỗ này nó có một cái chỗ bị cấn ở đây. Ngựa cũng là ngựa vàng luôn nè. Rồi con này thì nó hơi xấu một xíu ha. Rồi con này em bán 5.8 triệu, thấp hơn những con kia hơi nhiều. Đó. Cơ bản của nó là tất cả mọi thứ đều ngon, đều chất lượng hết nha mọi người. À, em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Pacifica 312 này. Thank you.
con này mọi người, một con Ibanez Rò nè. Phím con này là mới nè mọi người, chưa có mòn ha. Phía sau bộ khóa là bộ khóa zin, số seri đầy đủ. Cần hẳn đẹp, chưa gãy, chưa làm lại nè. Con này body đẹp nha mọi người. Đây có cắn một vết ha. Rồi, ngựa là ngựa zin. Con này nó có một vết ở đây nè mọi người. Nhưng mà tại sao con này em vẫn bán 3 triệu là em nói với mọi người là con này còn cực kỳ mới luôn nè. Cái seal của cái miếng bảo vệ và seal của từng cái bích cúp là còn hết nha mọi người. À, nó còn seal hết á. Nó còn nhựa bảo vệ ở đây hết á. Ha, chứng tỏ cái đàn rất mới nha. Cần thì cầm thẳng, cầm đã tay lắm mọi người. Rồi con này em bán với giá 3 triệu, hơi xấu một xíu nhưng mà cái đàn chất lượng và còn rất mới. Cảm ơn mọi người nha. Khó lắm mới kiếm được một ít guitar điện thì em chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã ngồi xem em. Mọi người có vừa ý kia nào thì cứ nhắn bên Zalo giúp em ha. Em sẽ gửi hình cụ thể cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau.